Bản tin nóng siêu vắn ngày 31 tháng 7 2021. Tin dịch siêu vắn. Bản tin dịch sáng ngày 31 tháng 7, Bộ Y tế cho biết ghi nhận 4.060 ca mắc mới trong nước. Trong ngày 30 tháng 7, tổng số ca mắc là 8.649 ca, đồng thời có 3.704 bệnh nhân khỏi bệnh. Hà Nội xây bệnh viện dã chiến 500 giường tại Hoàng Mai. Bắt đầu từ 18 giờ ngày 31 tháng 7, Đà Nẵng thực hiện áp dụng các biện pháp cấm, hạn chế người, phương tiện đi lại và một số hoạt động trong thời gian nhất định, trừ trường hợp được phép quy định của cơ quan có thẩm quyền. Một ca F0 lên cơn nghiện ma túy, trốn khỏi khu cách ly. Nghệ An, một người phụ nữ ở xã Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu, dù có tiếp xúc với F0 nhưng không đi khai báo, tận 2 ngày sau đến khi ho khó thở mới khai tôi là F1, bị phạt 7,5 triệu đồng. Tin nóng siêu vắn khác. Học viện Báo chí và Tuyên truyền có giám đốc mới. Cấm một chiều hầm Kim Liên. Tràn lan dược phẩm quảng cáo sai sự thật. Năm 2021, toàn quốc đã xảy ra 7.137 vụ tai nạn giao thông. Mạo danh công an lừa làm giấy xét nghiệm NCOV. Chủ đầu tư khu dân cư Hiệp Bình Chánh bị bắt. Vay 3,6 triệu đồng qua app, một người ở thành phố Hồ Chí Minh phải trả hơn 200 triệu đồng. Một lớp có 45 trên 51 học sinh được tuyển thẳng đại học. Ô tô vượt đèn đỏ đâm văng xe cấp cứu ở thành phố Hồ Chí Minh. Tin kinh doanh siêu vắn. Novaland lãi hơn 2.000 tỷ đồng trong quý 2. Lợi nhuận Vietinbank tăng 45% lên 10.800 tỷ đồng. FLC đã lợi nhuận gần 100 tỷ, định giá Bamboo Airways 720 triệu đô la Mỹ. Vừa giàu lại vừa may như Masan, Mid Daily vừa ra đời đã gặp thời. Coticons tiếp tục sa sút sau khi chia tay ông Nguyễn Bá Dương, lợi nhuận xuống thấp nhất 12 năm. Tin khám phá siêu vắn. Apple Watch có hàng nhái y như thật. Cá mập có nguy cơ tuyệt chủng vì vaccine COVID-19. Khoa học chứng minh COVID-19 không làm dừng kinh nguyệt. Mối nguy hiểm khi F0 tự dùng máy tạo oxy tại nhà. Nhân viên chuỗi Bách Hóa phơi bày thực tế bức bối phía sau quầy rau kệ thịt, làm ca 12 giờ trên ngày, lương thấp. Hé lộ nội dung email của ông chủ Nhật Cường gửi cựu chủ tịch Nguyễn Đức Trung. Tin ý tưởng làm giàu siêu vắn. Kẹp bắp vịt vàng của xã thủ Trung Quốc cháy hàng. Cửa hàng điện thoại chuyển sang bán rau kit test COVID-19. Lừa đảo bán rau Đà Lạt hữu cơ. Tin thể thao giải trí siêu vắn. Djokovic thua 2 trận bán kết Olympic trong 3 tiếng. Chân chạy Quách Thị Lan xuất trận, niềm hy vọng cuối cùng của đoàn thể thao Việt Nam. UEFA thua kiện trong dự án Super League. Tiến Minh huyền thoại không vàng của cầu lông Việt Nam. Tin mạng siêu vắn. Karik Subbay bị nhắc tên trong cuộc chiến dậy sóng giới rap Việt. Tin thế giới siêu vắn. Kinh tế toàn cầu có thể thiệt hại 4.500 tỷ đô la Mỹ nếu như không giúp các nước nghèo chống Covid. Tencent bay hơi 170 tỷ đô. Chuộng mẫu quần thời thượng, thiếu nữ 17 tuổi bị gia đình đánh chết. Kim Jong-un tiếp tục giảm cân. Thanh niên Trung Quốc vỡ mộng khi nghỉ hưu sớm bỏ phố về quê. Samoa sẽ hủy dự án 100 triệu đô la Mỹ với Trung Quốc. Panasonic lần đầu tiên có lợi nhuận sau 2 năm. Mark Zuckerberg thừa nhận thời gian tới Facebook sẽ khó sống, vốn hóa công ty bốc hơi luôn 40 tỷ đô la Mỹ chỉ trong vài giờ. Bản tin nóng siêu vắn, tin tổng hợp siêu nhanh siêu ngắn phát lúc 7 giờ sáng hàng ngày. Hãy dành vài phút nghe đọc để biết thế giới xung quanh đang xảy ra chuyện gì. Quý vị thấy bản tin hấp dẫn thì like và comment ủng hộ thêm bản tin bằng cách theo dõi các kênh podcast và YouTube nhé.